Xin chào quý vị, anh chị, cô chú, quay trở lại kênh Viết Phú. Thì đầu tiên thì cũng lâu rồi Viết Phú không đi quán đồ cũ vì thời gian này dịch bệnh nên người ta cũng ít đi bán đồ cũ. Thì lượng hàng ở quán nó cũng không được đa dạng phong phú nên là cũng không có để quay cho vị cùng xem. Nhưng mà tuy nhiên thì những cái hàng mà mua đấu giá hoặc là những cái hàng mà mua từ trên web thì hàng mới thì Viết Phú gửi thẳng xuống kho chứ không gửi về nhà nên là cái đỡ tránh tiền cước phát sinh cho quý vị nên là gửi thẳng trong kho về Việt Nam nên là ít có video quay cho quý vị cùng xem. Thì nhân tiện hôm nay thì có một số anh chị có đặt một số sản phẩm thực phẩm chức năng cũng như là laptop đồng hồ. Thì laptop thì về bên em thì chắc là quý vị em cũng không cần phải giới thiệu thêm cho quý vị cũng đã biết qua kênh của em thì em cũng có gửi rất nhiều laptop về Việt Nam và em cũng chủ động là người sửa chữa và cải đặt các tập mọi thứ bảo hành luôn. Nên là cái quý vị có thể yên tâm về cái laptop về bên em. Thì nếu mà quý anh chị cô chú nào có mua hàng qua kênh của Viết Phú rồi thì hãy để lại một comment dưới video này. Thì đầu tiên Viết Phú cũng xin nhắc lại cái Zalo Viết Phú là đầu số Nhật Bản cộng 81. Thì quý vị vào Zalo và chọn kết bạn là số điện thoại Nhật Bản, sau đấy thì ấn số điện thoại 080 6817 và 3970. Đây số điện thoại của Viết Phú nha quý vị nha. Thì trên đây là rất nhiều các cái sản phẩm chức năng như là tảo này, rồi thuốc đại tràng này, thuốc bổ gan này, độc gan này, thuốc dạ dày, rồi kẹo biếng ăn cho trẻ nhỏ này, rồi bên này là thuốc tăng chiều cao. Welcia là một cái cửa hàng thuốc rất là lớn của Nhật Bản, có khắp ở các tỉnh thành trên Nhật Bản nha quý vị nhé. Và cái hàng thực phẩm chức năng của em bên em nhận mua cho quý vị thì là hàng theo giá niêm yết, chứ em không có mua cái giá như một số đồng chí ở bên này có cũng sang bên này đi làm như em có nhận hàng thêm và trên video thì có bảo là vì nhập số lượng lớn nên giá trị nên giá nó thấp hơn Việt Nam. Xin thưa quý vị là không bao giờ có nhá, sang đây đi làm lao động thôi chứ không không phải là đi theo cái diện là thành lập công ty doanh nghiệp chuyên xuất nhập khẩu buôn bán gì nên là không bao giờ có chuyện nhập số lượng lớn. Bây giờ em ra cửa hàng thuốc em có mua 100 cái nữa thì vẫn là giá như thế, chỉ có người ta sẽ tặng cho mình một cái số điểm tích lũy và sau mình sẽ dành đấy để mua tích dần và khi đủ điểm thì sẽ có thể là trừ được vào tiền mua hàng đấy. Thì còn những hàng mà bảo là nhập số lượng lớn giá trị thấp giá trị rẻ tiền giá trị tiền thấp ấy, thì những hàng đấy là nói thẳng ra là 99% là Trung Quốc vì ở bên này trên các cái trang bán hàng của người Việt ở bên Facebook ấy, thì người ta cũng live stream trên Facebook thường xuyên bán hàng các cái sản phẩm chức năng này với giá rất là rẻ hơn rất nhiều so với cửa hàng thuốc. Và theo cái nguồn tin của báo chí có đưa thì là các nguồn từ mafia của Trung Quốc cũng như mafia của Nhật Bản có kết hợp với nhau làm một theo một cái đường dây riêng, nó là như kiểu theo cái không chính phủ cũng không 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 không, không làm được gì nó theo kiểu kiểu như vậy, không hẳn là như vậy nhưng mà nó cũng tựa như vậy ấy. Nên là làm những cái hàng y hệt như hàng thật luôn, không khác một tí nào. Nhưng quý vị nếu mà mua qua hàng qua ai mà bảo là hàng nhập số lượng lớn thì quý vị cũng nên xem xét lại một chút. Thì nếu quý vị có ghé vào kênh này thì là những sản phẩm về nhập hàng sản phẩm của Nhật Bản này, đồ điện tử, đồ các thực phẩm chức năng cũng như là các cái đồ bên Nhật. Thì nếu quý vị có quan tâm thì cho Viết Phú một đăng ký kênh. Thì hôm nay thì Viết Phú cũng xin giới thiệu lại quý vị anh chị cô chú một cái sản phẩm đồng hồ của Seiko SCVE055 quý vị. Đây là một sản phẩm trước đây Viết Phú có review ở trên cái video trước rồi. Tuy nhiên thì lần này thì nó lại sale tiếp quý vị, sale sale của sale luôn nên là rất là rẻ. Đợt trước thì cái sản phẩm này nó có giá về Việt Nam là 6 triệu 900 nghìn đồng nha quý vị. Tuy nhiên thì đợt này nó lại tiếp tục sale về Việt Nam sẽ rơi vào khoảng sẽ rơi vào 6 triệu 100 nghìn đồng thôi. Đấy, thì đây là một cái sản phẩm mặt xanh rất là đẹp này. Đấy, thì có các cái lộ cơ tim nha quý vị nhé. Đấy, thì là một sản phẩm automatic thì sẽ lắc thì nó sẽ tim nó sẽ đập và kim nó sẽ quay. Kim thì có phản quang và trên các cái kim dây thì nó sẽ là một cái hình màu xanh phản quang luôn, cũng như các cái chân kính ở các cái giờ ở các cái số ấy, thì đều có
có phản quang. Đấy giá niêm yết của sản phẩm này quý vị nhé. À, con này thì có trọng được nước là 10 áp khí, 10 áp khí là 13 thì là 100 m, SCV 055. Và đây là có sản phẩm niêm yết là 35.200 yên, chưa nhập thuế. Thuế vào thì cộng thêm 33.520 yên nữa. Thì rơi tầm 38.000 800 yên, 700 yên gì đó thì rơi tầm gần 8 triệu nha quý vị nhé. Tuy nhiên thì giá được sale 8 triệu tại Nhật. Thì đợt trước nó sale về Việt Nam thì theo tính cả cước các phí thì nó tầm 6 triệu 9. Tuy nhiên đợt này chỉ còn 6 triệu 1 thôi. Đây thì dưới mặt sau của nó thì có mã máy 045357 này. Thép không dị stainless steel này. Đây là một sản phẩm của model năm 2020 nha quý vị nhé. Một sản phẩm của rất là mới chứ không phải là đời cũ gì cả. Đây quý vị có thể thấy được. Quý vị có thể thấy được. Quý vị có thể thấy được phía sau của sản phẩm là một cái đây. Chỗ này em quay ban đêm nên hơi lóa một chút quý vị ở thông cảm. Đây nó có cái Seiko Collection 2020 nha quý vị nha. Đây. 2220 2020. Thì giá niêm yết 35.200 chưa tính thuế. Mặt xanh của nó là một màu xanh có hứng sáng rất là đẹp, quý vị nghiêng thì sẽ thấy những tia sáng màu xanh phạm rất là đẹp. Đấy. Góc 9 giờ thì sẽ có cái phần cơ máy lộ và các cái chân đã ở giờ phút giây thì đều có phản quang, cũng như là cái trên các kim giờ phút giây cũng có phản quang hết. Và cái kim giờ phút thì được sẽ thiết kế vát theo hình mũi kiếm, thì có cái tác dụng nó sẽ là hứng sáng tốt hơn khi mà chúng ta xem. Đây thì các cái phần thép thì sẽ là thép không dị và được mạ màu đen. Tất nhiên là ở đây thì cũng có cái logo Seiko ở phần quay cài nhớ vị nhé. Thì con này thì có sản phẩm này thì em sẽ trước khi em có giới thiệu rồi, tuy nhiên quay em sẽ giới thiệu lại cho quý vị cùng xem. Cái mặt dio của nó thì sẽ là 42 mm, phần dài thì rơi tầm 13 mm gì đó đối với một cái 12 mm như quý vị nhé. Thì cái này thì sẽ hợp với những người có kích thước tay tầm 16, chu vi 16 cm. Phụ kiện đi kèm thì tất nhiên là cũng có hộp và giấy hướng dẫn sử dụng cũng như là giấy bảo hành. Bảo hành này thì chỉ có Only Japan, là bảo hành chỉ trong quốc nội và Nhật Bản thôi. Đây thì là cái giấy hướng dẫn sử dụng. Đấy, cũng không có gì đặc biệt. Thì xin nhắc lại giá sản phẩm này đã niêm yết từ gần 8 triệu đồng nha quý vị. Về Việt Nam thì rơi vào tầm 6.100.000 đồng đối với thời điểm sale hiện tại. Sale đợt trước cái đây tầm nửa năm thì nó là 6.900.000 đồng. Đợt này thì nó chạm tiếp 800.000 đồng nữa. Thì đây là một cái mẫu cũng rất đẹp và là một cái cơ hội sale khá lớn và là một cơ hội cho quý vị có thể sở hữu một cái sản phẩm Seiko chính hãng Nhật Bản, chính hãng Seiko nhé, và hàng nội địa Nhật Bản này. Đây có Automatic của Made in Japan quý vị nhé. Đấy thì bảo hành chị trong nội địa Nhật Bản này. Đây là một sản phẩm nội địa nên là quý vị hãy nhanh tay chọn cho mình cái sản phẩm này quý vị nhé. Thì tất cả các sản phẩm thuốc thực phẩm chức năng này, thực phẩm chức năng quý vị nhé, nó chỉ là những sản phẩm hỗ trợ về sức khỏe cho con người chứ không phải là sản phẩm thay thế cho thuốc đặc trị nha quý vị nhé. Nên quý vị khi mua sản phẩm chức năng thì quý vị cũng hết sức chú ý là nó chỉ là cái sản phẩm hỗ trợ chứ không phải là sản phẩm thay thế cho thuốc. Đấy thì các cái chức năng và giá của các sản phẩm này thì em đều có niêm yết ở trên cái video trên cái trang của em, mà cảm ơn để link ở dưới phần mô tả và video ở đầu video á. Còn giá của sản phẩm này, đồng hồ, các loại đồng hồ và các cái sản phẩm khác em cũng có niêm yết trên đấy rất là nhiều. Em mời quý vị vào trang Facebook Việt Phú order hàng Nhật của em, hàng Nhật chính hãng của em để tham khảo và chọn cho mình những cái sản phẩm phù hợp. Thì em cũng xin trân trọng cảm ơn những cái sự quan tâm của tất cả quý vị anh chị cô chú trong thời gian qua và đã tin tưởng đặt hàng qua Việt Phú. Thì em cũng sẽ chọn những cái sản phẩm có được đánh giá cao và sản phẩm uy tín và chất lượng để gửi về cho quý vị anh chị cô chú, không phụ lại cái lòng tin tưởng của tất cả quý vị anh chị cô chú.
Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau.